cha đã đưa em về với anh. Mà hết rồi áo tím áo xanh, từ đây em đã có anh làm chồng. Thế thì cái việc chúng ta được chứng kiến bắt đầu và chú rể đang từng bước với lên sân khấu tình yêu.
chào đón toàn thể quý vị khách quý đang cùng nhau trở về đây với đại gia đình nhà gái thân thương của chúng tôi ngày hôm nay, có địa chỉ tại bản Hồi Ná, xã Trường Ân, huyện Quỳnh Nhai thân thương. Để chúng ta cùng được nâng ly rượu hồng chúc phúc cho đôi bạn trẻ Hoàng Biên và Đức Thuận nên duyên vợ chồng ngày hôm nay. Với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị đó chính là một niềm vui, một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao cho gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và đến giờ phút này đây thì kim đồng hồ của ban tổ chức của chúng đã chỉ sang 10:30 rồi, và đúng như theo lời mời của gia đình họ nhà gái chúng tôi thì đúng 11:00 trong ngày hôm nay, chương trình lễ vu quy của đôi bạn trẻ Hoàng Biên và Thụy Đức Thuận sẽ chính thức được bắt đầu. Chính vì vậy, tiếp tục kính chào lời mời của gia đình, kính chào lời mời của cô dâu và chú rể, trân trọng kính mời và đón báo tin vui tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, quý cha, quý mẹ, quý anh, quý chị, quý vị thân thương, của toàn thể bạn bè thân thiết đang đến từ khắp mọi miền của quê hương. Nhắn nhau lời mời, nhận được cánh hồng trao tay, nhận lời mời chân tình của gia đình nhà gái chúng tôi. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau khẩn trương nhanh chân dồn bước cùng di chuyển về với khán thính phòng làm việc của gia đình như là trong buổi trưa ngày hôm nay, để cùng nhau sắp xếp ổn định cho vời, tìm chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất, thư thái thoải mái nhất của quý vị, để chúng ta cùng được nâng ly rượu hồng chúc phúc cho đôi bạn trẻ cùng được chung vui với bữa cơm thân mật tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và đúng là hôn trường thì mở rộng hết hoa. Xin mời quý khách gần xa chúng ta hãy cùng vào. Và giờ phút ở đây thì cánh cổng hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi có đã được phép rộng mở để đón mời và kính chào quý vị đại biểu quý khách về dự buổi lễ vu quy. Mừng hạnh phúc cho cô dâu Hoàng Biên và Đức Thuận ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đang đến từ khắp mọi nẻo đường cùng bất chấp thời gian cứu báu của mình hiện diện đông đủ và đây được chúc phúc cho bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng nhanh chân dẻo bước hoàn thiện thủ tục cần thiết của mình, di chuyển vào con trường cưới của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng nhau sắp xếp ổn định cho người. Và giờ phút này cũng xin trân trọng kính mời ban lễ tân, ban tiếp tân của gia đình chúng ta hãy cùng bắt tay với những công việc cần thiết của mình, hãy cùng chuẩn bị với những chào trà tiếp nước cùng tiếp đón toàn thể quý vị khách quý để cho quý vị cùng được với nước mời thuốc mời trà cùng thưởng thức với những viên kẹo ngọt mang hương vị của tình yêu. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Và giờ phút này cũng xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng khẩn trương hiện diện về với cánh cổng hoa để chúng ta được dang rộng vòng tay, được tay bắt mặt mừng chào đón tới toàn thể quý vị khách quý đang cùng nhau trở về đây với đại gia đình họ nhà gái thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Mừng kính thưa toàn thể quý vị khách thân mến, và các người xưa thì thường có câu nói rằng hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, mà yêu nhau thì nên nghĩa tình vợ chồng, và lấy vợ lấy chồng là quy luật tạo hóa muôn đời. Chính bởi vậy ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, chúng ta đã được trở về với quê hương bản Hồi Đá, xã Trường Ân, huyện Quỳnh Nhai thân thương để chúng ta cùng được nâng ly rượu hồng chúc phúc cho đôi bạn trẻ Hoàng Biên và Đức Thuận nên duyên vợ chồng ngày hôm nay. Và thật là vinh dự trong những ngày làm chương trình chúng tôi được trở về đây chung vui với, được cùng đồng hành với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ. Và giờ phút ở đây chúng tôi xin phép được hiện diện lên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ để được đại diện cho hai bên gia đình nói lời chào cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời và đón báo tin vui tới toàn thể quý vị. Đúng 11:00 trước ngày hôm nay, chương trình lễ vu quy của đôi bạn trẻ Hoàng Biên và Đức Thuận sẽ chính thức được bắt đầu. Chính vì vậy tiếp tục kính chào mời của gia đình, kính chào mời của cô dâu và chú rể. Xin mời toàn thể quý phụ, quý ông, quý bà, quý họ hàng, cô bác gần xa, bà con lối xóm, với những bạn bè thân thiết của chú rể và cô dâu đã nhận được lời mời chân tình của gia đình sẽ cùng trở lại với trung tâm lễ đài đăng quang hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng khẩn trương cùng nhanh chân dẻo bước cùng di chuyển vào hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi để cùng nhau sắp xếp ổn định chúc mời, tìm chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất, thư thái thoải mái nhất của toàn thể quý vị để cho chương trình đại lễ vu quy của đôi bạn trẻ được diễn ra đúng thời gian mong đợi của gia đình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Chúng ta có thể quý vị thân mến, phải nói rằng ngày hôm nay thì tiết trời vô cùng tuyệt vời và chúng ta đang sống trong một mùa hè, mùa thu đầy lãng mạn, mùa của muôn loài hoa lá cỏ cây thay áo mới, mùa của chuối non lấy lộc, mùa của trăm hoa khoe sắc, mùa của trai tài gái sắc nắm chặt tay nhau để xây dựng tương lai. Và đôi bạn trẻ của chúng ta Hoàng Biên và Đức Thuận thì trải qua một quá trình dài tìm hiểu yêu nhau, từ đến nay tình yêu của bạn trẻ đã thực sự được đến độ chín muồi, và ngày hôm nay hai em đã quyết định trèo lái con thuyền tình yêu của mình cập bến bờ hạnh phúc.
và đó cũng chính là lý do mà toàn thể quý vị chúng ta cùng có mặt đông đủ nơi đây để chúc mừng. Và thời khắc này đây, không để quý vị chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, xin mời toàn thể hồi hoan chúng ta hãy cùng ánh mắt yêu thương của mình về với cánh cổng hoa để những tràng vỗ tay thật lớn thật nhiệt để chào đón đôi vợ chồng trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu Hoàng Biên và chú rể Đức Thuận hãy cùng nở lên nụ cười xinh tươi nhất, tay trong tay tiến lên sân khấu tình yêu được ra mắt toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời toàn thể hoàng trưởng chúng ta sẽ cùng ba lên trọng lên thật lớn để chào đón đôi vợ chồng trẻ chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và đúng là mẹ cha đã định em về với anh mà hết rồi, áo tím áo xanh, từ nay em đã có anh làm chồng. Thế thì quý vị chúng ta được chứng kiến cô dâu và chú rể đang từng bước bước lên sân khấu tình yêu với những nụ cười vô cùng xinh tươi, vô cùng hạnh phúc đó ạ. Kính thưa quý vị, quý thân mến, và dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận và vẫn là hạnh phúc lớn lao của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể của chúng ta đây rất là trọn vẹn và có ý nghĩa hơn khi có sự chứng kiến và sự dắt của các đấng sinh thành. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ trân trọng kính mời lên sân khấu về phía mà tộc nhà gái sẽ trân trọng kính mời bố là Hoàng Văn Cơ, mẹ là Lò Thị Kiện, cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để được ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Và các tình đồng gia với hoàng tộc nhà gái, chúng tôi sẽ trân trọng kính mời đại diện nhà trai sẽ trân trọng kính mời bố là Lò Văn Châu và mẹ là Hoàng Thị Ẻm, cũng sẽ bước lên sân khấu để đứng bên cạnh những người con yêu quý của mình được ra mắt toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yêu quý của mình. Những món quà tuyệt vời nhất, quý giá nhất, chất xinh kính kiến của gia đình quý vị. Xin hân hạnh chúc mừng với tất cả yêu quý trong ngày vui ngày tốt trọng đại của người em yêu quý của mình. Với những món quà tuyệt vời nhất và gia đình quý vị, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút ngọt ngào hạnh phúc. Và chúng tôi thì không mong muốn gì hơn, xin mời toàn thể quý vị cùng vang lên những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị ơi.
phải chân. Báo ngay thực sự anh đã cưới được nàng. Bật lên với trai xăng quanh đầu tiên. Xin chào, kính mời. Chúng ta